Xin chào tất cả mọi người nha. Đã hơn 10.000 người xem rồi, mọi người xem cái livestream giúp Hùng nha. Hôm nay chúng ta đã trở lại với Nick Tích Xanh sau một tuần kể từ chủ nhật tuần trước tại khu du lịch, đúng không nào mọi người? Hôm nay chúng ta mới được trở lại với cái nick này khi một tuần live đã bị khóa. Xin được chào tất cả mọi người đang xem livestream nha. Mình xin sắp xếp lại một xíu. Hôm nay mọi người thấy là con gái mình rất là ngoan ngoãn, qua bên văn phòng sớm để mà dọn dẹp này, set up này, coi như là rất là chu đáo, rất là gọn gàng, xứng đáng là tối nay cho đi ăn hủ tiếu lề đường, đúng không mọi người? Ôi, của anh đứng im luôn nè. À đây đây, được rồi. Đấy, cậu bà mới đi hớt tóc. Công nhận là từ tiệm tóc ra về thợ hớt tóc người ta sấy và người ta quát cho là vẫn đẹp hơn là mình tự quát. Tôi ra hớt tóc xong rồi tôi thấy sấy thợ hớt tóc người ta sấy kiểu là chi tiết từng cái một, xong người ta lấy quát người ta từng cái một, xong tôi về tôi gội đầu xong thì lấy sấy đại xong bắt đầu lấy quát cho nó xong. Con gái ơi, đừng để cha ra cha ho nha. Nào bây giờ mọi người chúng ta xem live stream giúp Hùng nha. Nay nhìn thầy sáng dữ vậy, thầy lúc nào chả sáng, đúng không nào mọi người? Mới hớt tóc xong rồi hơi bị handsome, sáng chói. Cái trò khen như vậy thì đúng là tuyệt vời. Bé ơi, ta tịch thu cái điện thoại liền đấy nhá. Không chơi. Mày thích không chơi không? Mày thích thì cho mày biết thế nào là lễ hội bây giờ đó. Mày thích hỉ mũi không? Hay là mày ta làm con livestream không thì cho mày biết thế nào là ho. Lễ hội ông ta thôi à. Mày biết thế nào là ho liền rồi. Có chơi có chịu. Mày dẫn lễ tao rớt vô tình mày đá nó bùm bát vào mặt rồi đó. Nè, ba tặng cho cái này này con. Ý, ba tặng ra. Hay là cái khác gì mà để trong gì vậy? Ta để trong cái túi áo. Mày nghĩ ta để ở đâu? Đây đây là con. Ê, sao đây nó thò tay kìa. Đấy, con này. Con này nó giả bộ. Con này nó giả bộ gần gũi đôi chứ tay nó thò kìa. Đấy, con này kinh. À, tao thấy rồi nè, tao cho camera thấy luôn rồi. Ở đây là có một cái. Nghe, con ơi. Nè, lẹ lên vào đây. Ê, con ra con gần gũi nhưng mà tay con lại thò vào túi này là gì vậy con? Ta đến từ 1:30 mà hôm qua đây thì mày đừng nói lẻ tao nói nhiều, live stream từ nãy giờ rồi. 1 2 3 2 Thở nào đi đây. Khi nào đến, đến đây. Khi nào đến đây. Thở mất gì vậy? Mất gì? Cái áo này rất đẹp. Áo này đẹp. Chói mắt. Đập vào đồ đi khu du lịch vào rồi mặc đúng không? Ta tưởng mày là sẽ mặc rồi một năm sau mày mới quay lại mày mặc tiếp. Mà công nhận áo này đẹp thật. Nên là mày lấy mày mặc ý. Thôi, cha con mình tâm sự một xíu. Cha con mình tâm sự một xíu. Sao vậy con? Nãy con còn giỡn lắm mà. Con còn đòi lấy viết tô mực áo ba mà con. Con còn cầm gậy con đập ba mà, con còn đòi vỡ cửa kính mà. Ba ơi, ba ơi, con Minh đánh con. Ê, tao lạnh nha, mày bật nó vừa vừa đây Minh. Ý, cái con này nó chơi ăn gian cực kỳ mọi người. Nó chơi không lại, trong nó về nó mét mẹ. Nó gọi nó mét mẹ nó, tôi cũng gọi tới mét ba tôi. Ủa, ông đâu gọi đâu. Nó gọi nó mép mẹ nó mắc cười nó mọi người. À, mẹ ơi, ông Hùng muốn đánh con, xong nó tự lấy tay nó tạt vào. À, mẹ cứu con, mẹ ơi. À. Ui, con lạnh vậy. Cái con này. Mẹ trong đây là tắt. Ta cho mày 1-3 mày không biết, ta tự tắt máy lạnh luôn. Ta đang rất lạnh, trời thì bao mùa. Tắt chỗ nào? Có cái CV kìa cái con Hùng. Có. Ủa? Mở cái này. Mày bỏ ra đây. Không. Không lấy được đi. Mày đưa đây tắt máy lạnh đi, lạnh quá đi. Ta thua mày rồi. Lạnh mấy sao ta ngồi ta lái chìm được. Bà nó ra mày. Không tiêu. Mày bật 15 độ về mà cấp độ cao mày sao. 17 là cũng cao lắm, ôi trời ơi nhìn cái máy lạnh nó khả khả. Đâu ép á.
đưa cái đầu bốt đây. Được. Má. Ta đang tìm cách tắt. Ta tắt máy lạnh đi. Ta lạnh ghê. Quá. Không có cái CV nhỉ? Bị lời lạnh quá sao mà... Lòng ngọt thôi, lòng đèo cũng có đâu. Sao mà live stream được? Lạnh vậy sao ta live? Ai ừ, mấy đồng hết kìa. Con lấy được ở đây nè. Mày đưa đây. Không. Mặt nét. Trong nét đó dở. Lạnh quá mày ơi. Sao mày quậy dữ vậy? Tôi quậy do ông. Lạnh vậy tao không nói chuyện với mọi người nữa. Ông cứ hả xong là không biết. Ủa không, chưa có giỏ hàng này không? Chưa được tí. Vâng, bỏ hết sản phẩm ra. Chưa có giỏ hàng mà lấy giờ đem lên. Mì ơi, ta lạnh thật sự luôn mì ơi. Ta bị tiêm sang đó. Đi. Mẹp ba cái gì mà mẹp ba. Đi. Đưa đây, tao lạnh. Tao lạnh mày. Tôi mở, tôi xuống bếp à. Cái con này sao? Để tao gọi cho mẹ mày nha. Ừ, gọi đi. À, ok. Thôi, đặt tìm con gái. Bà thương. Bà thương tắt máy lại giùm bà đấy. À, con. Con đứng tắt... con, con người con xuống té. Nào. Tắt đi, nó lạnh lắm, tao không chịu được. Đưa cái đầu bốt. Trời ơi, tao không nói chuyện đấy mọi người được, nó lạnh lắm. Đấy, mọi người nhìn thấy không, nhìn này. Máy lạnh mà nó phà mà ngay cả cái tấm trải bàn mà nó còn bay phấp phới như vậy thì bố tao cũng chả chịu được. Thấy nó quá. Con này. Hết lạnh được con. Như một con bấm chứ hả? Ba. Đâu rồi? Mày đưa cái bấm vào đây. Ba, tôi còn... Ba, mày gọi ba nào? Mày trời giờ quá mì rồi. Kịch quá. Kiệt quá, trời ơi má, nó chơi kiểu gì mà nước sái nó chạy tùm lum ra cái ghế nệm này. Kinh thật luôn á mì. Quay. Con ngờ thế hướng dẫn. Hai cái con này nó mất nét thật chứ. Bây giờ tao lại mẹ tao thua mày được. Trời ơi. Mì. Bê. Ta mà vậy là không ai quan tâm được mày, dìu dắt mày trên con đường. Dạ không cấm không ba. Nhưng mà ba cứ ngồi đi, không có lạnh nữa đâu, tại con ngồi ở đây. Lạnh lắm. Mày thật chứ. Tao nhìn mày lâu rồi đó. Gì vậy? À, hôm nay công nhận con gái rất dễ thương. Và chưa bao giờ thấy giây phút nào mà con xinh đẹp như hiện tại. Dạ, cảm ơn cha. Ừ, hôm nay con mặc bộ đồ nhìn rất là gọn gàng. Con đi qua văn phòng, con dọn dẹp vệ sinh. Ba cảm thấy rất là đáng yêu. Ok. Hôm nay con được 15 chục điểm. Nhưng con sẽ được 100 điểm nếu như con tắt máy lạnh đi. Không, con hỏi có hết 5 chục điểm thôi. 5 điểm không thấy. Con cảm ơn ba hay con nhá. Tắt đi, nói thật lắm. Nếu mà cha cũng lấy, cha phải lấy được đi. Ta bạn lắm rồi đó mì. Ông bạn chứ tôi hay mát. Mày mặc cái bộ đồ mày cứ... Ơ, mày cởi đây. Mày cởi đây. Ui, mày Mì ơi, tao lạnh luôn, nó mày tỉnh quá Mì ơi. Không kêu, tao sẽ làm. Tỉnh luôn nó Mì ơi. Làm gì con, làm gì con cái mền nó đâu mọi người. Mền nó phủ lên trên cái. Thôi mày ơi, cái đó nó dơ lắm. Tỉnh quá Mì ơi. Mày cài cái nút nào. Thì ông kêu. Đá cho mày một cái bây giờ. Đá, mày chết gì. Vậy. Ừ. Ui lạnh quá Mì ơi. Có kia rồi đâu. Ta không chịu được lạnh.
Cái con này thật chứ. Ta đã mặc quần đùi áo cổ tay rồi mà mày mở máy lạnh thì sao ta chịu được? Không. Ta mà bệnh là mày chết đấy con. Ta mà bệnh không ai lo cho mày được. Nghe lời ba. Rồi đang nhờ bằng cái nào? Sau này ba mới mua Rolls Royce với nhà cho. Không. cho máy lạnh tăng lên 17 lên bây giờ lên 24 đi, tao không chịu được lạnh. Sử dụng tài khoản TikTok để đăng nhập không? Mày không lo tao bị bệnh hả? Ai biểu nữa mày? Tao bị viêm xoang. Nhưng mà anh nói thế chắc mày không đá tao quá. Kê đâu rồi nè. Chắc mày không đá tao quá. Chắc mày không đập tao đùi tao quá. Cái đùi tao không đỏ. Cái đùi tao đỏ. Mày còn cầm gậy mày rửa tao đó mà. Ông còn còn mày còn cầm cái viết mày rồi mày áo đó mà. Ông còn cái bộ ông lấy cây ông chọc đó. Con gà đó. Con gà nào? Ông lấy cây ông quýnh đít tôi. Quýnh hồi nào? Ông dám thề đi ông. Tao không đâu quýnh hồi tiếp, tao quýnh vào lưng mày mà. Tôi canh không nên giờ tôi mở gì nữa. Tao canh mày rồi đó, lát nữa like trên thông thì mày đều đặt luôn. Ông tinh thần xuống xe ông tôi quậy luôn. Tao tin đó. Sao mày lại cao đâu? Ơi. Cái chuyện cái xe tao chuyện sáng nay nó hình hồng. À, nghe con biết nhà ba ở đâu mà con đợi về con sơn hồng hả? Đứng to, giờ con xuống làm liền. Tao tin luôn đó. Nào, tao tin mà, tao tin. Cho mày lại nghe. Con sẽ dán nhau sức kỳ với đứa con. Tao tin, ba tin. Nhà không còn nhiều. Ba tin. Con mở mấy lạnh tăng kêu lên con. Dạ, bóp con. Đâu, ba tì. Ba đâu, ba vút nhẹ, ba vút nhẹ. Đó. Con ơi. Vậy con ba muốn con giảm cái lạnh xứ không? Không, ba muốn con tăng lên. Tăng lên thì tăng lên. Con nhìn vào hướng khác đi con. Sao con cứ nhìn vào vật chất vậy con? Đấy, con nhìn vào bức tường này nhìn xem coi nhân phẩm của con giống như bức tường không con? Thầy ba ui, cũng vậy. Mày thề, ta thề mày sờ tóc mày thử cho mày. Ta sờ và ta còn thấy nó lạnh cả cái mái tóc luôn đó. Nó lạnh bút cái tay luôn rồi. Đó. Nó lạnh thật sự luôn chứ. Không, giờ ta không tìm thấy được. Ông muốn giảm ra đâu cho từng giảm cho đi em. Con này bà của tao biết giờ nó đang ở đâu rồi. Đấy giờ mình cho mày. Mẹ. Giờ cho tao chị giảm cho đi em. Mượn đến khi nào? Giờ mấy giờ? Ủa mấy thế này? 22:16. À 20:16. Bây giờ 16, tiêu 9:30. Rồi ok, mày cho máy lạnh, tăng máy lạnh lên. Ông phải đeo cho tôi trước chứ. Rồi lỡ mày trở trò thì sao? Không. Mày là cái con lật lọng, tao là không bao giờ mất uy tín, mày là cái con lật lọng. Tăng lên 24 cho tao. Mày tăng. Rồi giảm cái chế độ gió xuống lại, lạnh mày sao tao chịu được. Rồi ok. Ngón nào. Nhưng mà nó mà rớt ra là mày phải trả lại liền. Ờ. Tôi làm. Không, đàng hoàng ngồi đây. Tao cho mày đeo nhưng mà mày phải ngồi đây chứ mày bảo mày làm cái gì mày làm, mày đi về mày. Đâu có, tôi nói là vòng vòng ở trên này. Trong đây rồi. Được tháo. Trong đây rồi. Tháo cho mày tăng, mày tăng. Nhưng mà bây giờ cho mày mượn đến chi nữa là mày phải ngồi đây. Không được đi ra khỏi cái cửa. Okay. Mày đi ra khỏi cửa tim tao lại thật nhanh, ok. Okay. Rồi, ngồi yên. Rồi. Ê. Mày lại chơi ăn gian. Có mày lại tăng nhiệt độ lên đó, con này chơi ăn gian xấu tinh thật chứ. Nào, mày lật lọng kinh khủng không? Đó, mày vừa mới lấy cái nhẫn này. Bây giờ mày lại tăng nhiệt độ lại. Số 3 mà, chuẩn 24 mà. Đúng không? Sao không? Tiếp tục lại. Ủa đăng nhập một tài khoản cái khách hàng đúng không? Làm sao? Quay! Thì tôi làm cái gì? Không được đâu. Mấy hôm nay chưa đấm ai. Yêu ơi, quét cái mã QR này nhận. Quét ở đâu? Ý là quét điện thoại hay là quét điện thoại? Ở đây quét cả. Ý là anh ở đây quét được chị em mình. À ok, mọi người đợi xíu nha, khổ quá. Mày nhân viên off hết rồi. Hôm nay chủ nhật là nhân viên off hết rồi. Mày đi đâu vậy? Anh giờ thấy không? Cả nhà thấy không? Cả nhà vẫn làm theo. Quá mà quy rồi hết hạn. À chị đừng nói rằng. Cái hạn nó cũng đã được mà đỡ được. Chứ mi là mi nó thề. Chị nó dạy con thôi. Hôm nay tụi nó có qua không ta? Hai tuần rồi.
Ôi, vừa nhắc xong. Sao? Trời ơi, Tấn, này Tấn, ổng mới mua cho tôi nè. Đâu, nè bà. Ôi, bà. Ồ, chắc là bà. Chắc bà bẻ cái hộp cho tôi, bà. Ừ. Tấn kêu, cái gì trừ lương Tấn á. Ủa, bẻ cái hộp cho, tôi bán lấy tiền trừ lương cũng được. Mày canh nó vừa rồi. Tao lấy lại đó. Tao không được đeo. Mày mà đụng vào lung tung. Nhưng mà ông đâu có đeo quy định đó. Lúc đầu tôi nói, lúc đầu tôi nói sao tôi nói là tôi đeo. Thì ông cũng cho ông đâu có đeo quy định đó. Giờ tôi muốn làm tôi làm đúng không? Quy định nói rồi hả? Lúc đầu ông nói trước đi. Sao mày ngồi im? Ngồi im nè. Bà nhưng mà ông đâu có quy định là không được cắn đâu. Cắn được một cái anh. Ủa, ông lộng là đang đeo luôn nè. Thì cho đeo thôi chứ không được, không được làm gì. Vậy không được hả, lúc đầu là cái ông định trước. À, tâm luôn đó ba bớt con ghê. Cái gì vậy ba? Ôi, bà chưa bao giờ thấy con gái của ba dễ thương như bây giờ. Ê Tấn, có nước xuống không? Để cho Sơn. Để tôi xuống đồng hồ, tôi nói. Ê, bạn ấy vừa mới sao là không bước ra khỏi cửa. Ủa? Bạn đã bước ra khỏi cửa là... Khoan, nãy giờ bà không có nói câu không bước ra khỏi cửa. Nha, bà không nói câu đó. Này, ba. Khoan, tao mà không nói tao làm con chó. Tao nói tất cả mọi người đều nghe, tao kêu là cho mày mật cái nhất để mày đeo mày ngồi im đây và không được bước ra khỏi cái cửa. Ông, tất cả mọi người, mày hỏi tất cả mọi người xem. Tấn, nó vừa mới tới mày hỏi. Biết đâu mà. Tao nói đấy, tất cả mọi người đang comment là có. Tao còn nói cái câu này. Tao có nói cái câu này, mày đừng có lật lọc. Vậy nè, con chả chấp nhận cho ba nè. Con đi đâu? Đi lấy nước cho bà nè. Ôi trời ơi, mày làm đi. Mày sống đừng có lật lọc. Tao nói tất cả mọi người đều nghe và làm bằng chứng. Đấy. Ê, bạn ơi, bạn trả đấy là bạn tự nguyện, tôi đâu có kêu bạn trả lại. Bây giờ bạn lại tăng nhiệt độ máy lạnh lên. Ồ, đúng rồi mà. Bạn tự nguyện trả, tôi đâu có đòi. Bạn tự trả. Thôi, bây giờ bạn đã tăng nhiệt độ. Nếu mà bạn muốn tôi giải dị tăng nhiệt độ lên thì bạn cũng hãy đã dân cùng đúng ở cái leo. Bạn tìm cách xúc la cho mình thực hiện luôn không? Lẹ lẹ đi cha. Lấy 50 triệu má. Chết. Con này tao đã bảo tao bị viêm sang, tao không chịu được lạnh. Mày cho lạnh, mày sao tao chịu được? Tao đang sạc. Mày có làm gì đâu mà mày sạc. Thôi. Ok, xin chào tất cả mọi người nha. À, mọi người ơi, ngày mai là ngày thứ hai. Không biết là mọi người chúng ta có đang tò mò những cái bức hình được đăng tải trực tiếp lên phở bò không?